Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy StarCast, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy StarCast, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong phong thủy, các chuyên gia cho rằng căn bếp đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận số của gia chủ. Chẳng thế mà người ta thường hay coi hướng bếp, ngày giờ đặt bếp, còn có lễ cúng ông táo và 23 Tết hàng năm. Theo quan niệm, phong thủy nhà bếp tốt sẽ quyết định sức khỏe và tài chính của những thành viên trong gia đình, nhất là những người buôn bán, kinh doanh. Để góp phần tăng năng lượng tích cực cho nhà bếp, việc mang cây cảnh đặt vào nhà bếp đang là lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện đại ngày nay. Tác dụng của cây xanh đối với đời sống của con người nói chung và cuộc sống của mỗi chúng ta trong căn nhà đều là điều mà dường như ai cũng đã biết. Tuy nhiên, việc quyết định chọn loại cây gì, bày trí theo bố cục như thế nào còn phải phụ thuộc vào phong thủy của từng người. Không phải loại cây nào cũng được trồng trong nhà bếp. Vậy loại cây nào thích hợp trồng trong phòng bếp nhất? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy StarCast chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Những điều cần biết trước khi trồng cây trong nhà bếp. Thứ nhất, không gian nhà bếp có thực sự khó trồng cây? Căn bếp luôn được coi là một nơi khá ấm cúng và thường xuyên có những bữa ăn được nấu và thưởng thức ở đây. Những hoạt động nấu nướng thường liên quan đến ga, lửa, khói khiến cho nơi này dễ bắt cháy nhất trong căn nhà. Để tránh hỏa hoạn, vương víu, nơi đây không thích hợp với những loại cây cảnh quá lớn, rậm rạp, dây leo. Đồng thời, hoạt động nấu nướng tạo ra nhiệt, kèm lửa, ảnh hưởng khá xấu đến cây trồng. Có thể làm cây héo, chết. Vì lý do này mà gây trở ngại cho việc trồng cây tại nhà bếp. Với không gian hạn chế và điều kiện khó khăn như vậy, bạn chỉ nên trồng những cây có kích thước nhỏ nhắn, đặt cách xa bếp nấu và cần cẩn thận, kẻo làm đổ vỡ. Mặt khác, việc nấu nướng sẽ khiến cho căn bếp ám khói, ám mùi, dính dầu mỡ, có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, vẫn có một số loài cây khắc phục được tình trạng này. Vì cây sẵn có mùi thơm và khá dễ sống, có thể kể đến như các loại cây bạc hà, hương thảo. Thứ hai, liệu có thể trồng cây phong thủy trong nhà bếp? Trong phong thủy, các chuyên gia cho rằng căn bếp là một nơi tối quan trọng. Chính vì vậy, từ xưa đến nay, người ta hay coi hướng bếp, ngày giờ đặt bếp, còn có lễ cúng ông táo vào 23 âm lịch hàng năm. Họ quan niệm phong thủy nhà bếp tốt sẽ quyết định sức khỏe và tài chính của những thành viên trong gia đình, nhất là những người buôn bán, kinh doanh. Để góp phần tăng năng lượng tích cực cho nhà bếp, mọi người chọn cách trồng cây cảnh phong thủy. Việc quyết định chọn loại cây gì, bày trí theo bố cục như thế nào phụ thuộc vào phong thủy của từng người. Thứ ba, màu sắc cây phong thủy trong bếp. Màu sắc cây phong thủy trong nhà bếp cũng cần tuân thủ nguyên tắc chọn màu sắc cây theo từng mệnh của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đồng thời, khuyến khích người trồng nên lựa chọn cây có gam màu tươi tắn như tía tô cảnh, hoa tulip, hoa lá đỏ. Nên đặt cây này trên bàn ăn vừa tăng thêm độ ấm cúng, kích thích thị giác giúp ngon miệng hơn, lại khá hợp với phong thủy phòng bếp. Tuy nhiên, nếu sàn bếp nhà bạn có gam màu quá ấm nóng như đỏ, vàng và cam thì cũng nên đổi sang trồng những cây có màu sắc thanh thoát, nhẹ nhàng hơn để cân bằng màu sắc. Hợp lý nhất có lẽ là cây lan chi, trầu bà, cẩm thạch. Thứ tư, cách bố trí cây trong phong thủy tại nhà bếp. Thông thường, phòng bếp sẽ ít khi có cửa sổ. Mặc dù vậy, một số ngôi nhà được thiết kế mà căn bếp sẽ có cửa sổ đón gió, đón ánh nắng thông thoáng. Cách bài trí cây cảnh trong gian bếp sẽ ít nhiều phụ thuộc vào hướng cửa, đem lại ý nghĩa phong thủy tốt nhất. Hướng đông đón nắng sớm, khá tốt cho ngôi nhà nên trồng cây loại nhỏ, đủ ánh sáng để cây phát triển và không bị che mất ánh nắng cho căn phòng. Hướng tây đầy nắng, trưa chiều mạnh và gắt, gây nóng và khó chịu. Có thể bày trí các loại hoa như hoa thủy tiên,
hoặc cây lớn tựa bàng Singapore cản bớt nắng. Hướng Nam cần đặt những cây chiêu lộc, giữ tài, giảm bớt xu hướng tiêu tiền, hoang phí tài sản của gia đình như cây châu ba, phú quý. Cây tại hướng Bắc nên là cây có màu sắc rực rỡ, ấm nóng để tăng sức sống cho căn phòng. Những loại cây nên trồng trong nhà bếp. Thứ nhất, cây ăn được. Trong căn phòng đặc biệt chứa đầy đồ ăn, thức uống như vậy, nên chăng chúng ta tận dụng những nguyên liệu có sẵn? Một số loại rau, củ mà chúng ta dùng để nấu ăn hàng ngày có thể được sử dụng phần thừa để tạo nên vườn cây cực nhỏ xinh ngay tại gian bếp. Chỉ cần một ly nước nhỏ, cái vỏ trứng, vỏ chai cùng một ít đất, bạn có thể trồng mọi thứ ngay trên đấy. Từ củ gừng, nghệ, hành tây, tỏi, nhánh xả, nửa củ khoai lang đến cả cái rễ của ngò, hành lá. Thậm chí, bạn có thể trồng chanh, cà chua, ớt tại nhà bếp của mình. Những loại cây này không chỉ trang trí cho căn phòng thêm sinh động mà còn có thể sử dụng để chế biến thức ăn. Thứ hai, cây thanh lọc không khí. Phòng bếp đôi khi quá ngột ngạt bởi bám đầy bụi. Do đó, việc trồng những cây có tác dụng thanh lọc không khí ở đây là điều cần thiết. Một số cây không chỉ hấp thụ khí carbonic mà còn lọc được cả khí ga, khí độc từ các chất tẩy rửa cho căn nhà bạn. Điển hình như cây lan ý, dương xỉ, lưỡi hổ, châu ba, thường xuân. Thứ ba, cây dễ sống. Vì đặc trưng phòng bếp khó trồng cây nên cần những cây có sức sống mạnh mẽ thì mới tồn tại ở không gian này được. Chúng ta có thể kể đến một số loài cây dễ sống như lô hội, châu bà, lan chi, lan ý. Thứ tư, cây có hương sắc. Cây bạc hà, tùng thơm, hương thảo, oải hương, húng quế là những cây vừa có hương thơm dịu nhẹ, thanh lọc không khí, giảm bớt căng thẳng, gia tăng niềm vui, lại có thể xua đuổi côn trùng ra khỏi căn bếp nhà bạn. Thứ năm, cây thảo mộc. Một số loại cây thảo mộc có hương thơm dịu nhẹ, khá thích hợp trồng ở phòng bếp để khử mùi, đem lại cảm giác thư giãn cho con người. Có thể kể đến ở đây những cây bạc hà, oải hương, hương thảo, tía tô. Quý vị thân mến, cách bài trí phòng bếp, nhà bếp theo phong thủy cũng cần phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng từ gia chủ, bao gồm xem hướng đặt bếp, bày biện lò nấu, các vật dụng trong nhà bếp cho tốt với vượng khí trong gia đình của bạn. Có thể nhiều lúc nó sẽ không theo như ý bạn muốn, nhưng nó lại đem đến hiệu quả rất lớn đối với tiền bạc và sức khỏe của bạn. Bởi vậy mà bạn cần tìm hiểu cách bố trí nhà bếp và các vật dụng trong nhà bếp để không phạm phải đại kỵ, tránh tài lộc và may mắn bị tiêu tan. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Vị trí nhà bếp. Theo quan niệm từ xa xưa đến nay, hướng bếp hay hướng đặt bếp, hỏa môn chính là cửa miệng lò. Và hướng bếp thường được tính theo tuổi của người phụ nữ trong gia đình, vì từ thời xa xưa, người phụ nữ luôn được coi là chủ nhân của gian bếp. Hướng bếp được xác định chính là lò miệng nấu. Nhưng trong thời điểm hiện đại như hiện nay, thì con người thường sử dụng các thiết bị nhà bếp cao cấp hơn, hiện đại hơn như bếp từ, bếp điện, bếp ga để nấu, nên việc xác định hướng bếp sẽ là hướng của nút van. Nói cách khác, hướng bếp chính là hướng ngược lại với hướng của người nội trợ đứng nấu bếp. Hướng nhà bếp lý tưởng nhất là phía đông, đông nam, vì đây là hai hành thuộc mộc, trong khi nhà bếp thuộc hỏa và thủy. Theo quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc thì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Vì vậy, ba hành này có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau, hành mộc ở giữa sẽ cân bằng cho cả hành hỏa và hành thủy. Không nên đặt ở phía nam là hành hỏa sẽ tương ứng với lửa trong bếp. Lửa thêm vào lửa sẽ gây ra hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, dùng không gian giữa nhà làm bếp là điều vô cùng kiêng kỵ, vì giữa nhà là nơi trung tâm, cần được tĩnh lặng và yên ổn, không được ám mùi đồ ăn uống. Khi sắp xếp các đồ thiết bị nhà bếp trong phòng bếp, gia chủ chú ý không được sắp xếp quá bừa bộn và trang trí không tuân theo quy luật phong thủy, vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến đường tài lộc, công danh và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là đối với người phụ nữ trong gia đình, bởi họ là người hoạt động chính và nhiều thời gian nhất trong bếp. Cách bố trí vật dụng trong phòng bếp theo đúng âm dương ngũ hành. Thứ nhất, vị trí đặt bếp nấu. Nhà bếp nên đặt ở vị trí tọa hung hướng cát, có nghĩa là
nằm ở hướng giữa, nhìn thấu về hướng lành, để bếp nấu có thể hỗ trợ áp chế những luồng khí gây bất lợi cho gia chủ. Khí dương mà lửa bếp sinh ra có thể điều hòa các loại khí bất lợi khác, giúp cải thiện được phong thủy của căn nhà một cách rất hiệu quả. Bếp nấu không nên đặt ở những vị trí ngược về hướng nhà, tức là lưng bếp phải quay về hướng cửa, nhưng đồng thời phải tránh cho việc vừa mở cửa ra nhìn ngay thấy bếp. Cũng không nên đặt bếp cạnh cửa sổ để tránh các luồng khí trong ngôi nhà chuyển động quá nhanh, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Lưu ý không để những vật nhọn hướng trực tiếp vào bếp nấu vì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của các thành viên trong gia đình. Nếu như không thể thay đổi được thì ta có thể làm chủ để có thể sử dụng những vách ngăn, bình phong và rèm cửa để ngăn cách. Cách bài trí phòng này có thể ngăn các luồng khí xấu từ ngoài vào. Hướng Đông, Đông Nam, Đông Bắc là những hướng tốt nhất để đặt bếp nấu, mang lại sức khỏe và thịnh vượng cho gia đình. Thứ hai, vị trí đặt bồn rửa. Bếp nấu và bồn rửa cần được đặt cách xa nhau hợp lý, tránh gây hại cho gia chủ. Bồn rửa thuộc thủy cần đặt theo hướng Đông, Đông Nam. Nếu không gian phòng bếp nhà bạn đủ rộng thì nên thiết kế vị trí bếp nấu và bồn rửa với nhau, vị trí vuông góc hình chữ L nhằm đem lại may mắn cho gia đình. Với các căn hộ có diện tích nhỏ, buộc phải đặt bếp nấu và bồn rửa thẳng hàng nhau cần có khoảng cách ít nhất là 60cm. Thứ ba, vị trí đặt tủ lạnh. Bởi tủ lạnh thuộc kim nên thường được đặt ở trong phòng bếp, do kim, hỏa tạo sự cân bằng ngũ hành cho cả ngôi nhà. Khi đặt tủ lạnh trong nhà, chú ý nên tìm vị trí vững chãi, có nhiều phía trước hay sau. Tức thế tựa sơn, nếu đằng sau trống trải thì không tốt, khiến cho vận trình gia chủ bất ổn. Vị trí đặt tủ lạnh tốt nhất là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Cũng có một mẹo phong thủy nhỏ, có thể đặt 5 đồng xu trong tủ lạnh, tượng trưng ra tài lộc muốn có trong căn nhà, thu hút tài lộc càng ngày càng nhiều về mình. Thứ tư, vị trí cửa bếp. Cửa bếp không nên đối diện với phòng ngủ, cửa toilet của ngôi nhà để nhằm tránh hai luồng khí trái ngược nhau sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật cho gia chủ. Cửa bếp cũng không được đối diện với cửa sổ, ban công để tránh các luồng khí chủ động trong ngôi nhà chuyển động quá nhanh, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Cửa chính là cửa ngõ ra vào của tài khí trong nhà, trong khi nhà bếp lại là tài khố. Vì vậy, bạn không nên để hai cửa này xuyên suốt nhau vì sẽ làm thất thoát tài chính, gây hao tài tốn của. Từ cửa chính, bạn nên đi theo thiết kế lối đi lệch so với cửa bếp để tiền vô như nước và giữ được tiền của. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.